CEO Nguyễn Phương Hằng quay xe không gặp nhà báo Đức Hiển như đã hẹn. Dù khẳng định chắc nịch sẽ đến gặp nhà báo Đức Hiển và tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay 16 tháng 11, nhưng quá giờ hẹn vẫn không thấy CEO Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Theo ghi nhận của phóng viên, đã quá giờ hẹn 10 giờ sáng ngày 16 tháng 11 gần 2 tiếng, CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn không xuất hiện trước trụ sở báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh để gặp nhà báo Đức Hiển như đã nói trước đó. Trước trụ sở báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong sáng nay thi thoảng có vài người dân chạy đến ngó nghiêng nhưng lập tức bị công an yêu cầu đi nơi khác. Một vài YouTuber cũng không ngoại lệ, được lực lượng chức năng giải tán ngay lập tức. Phía bên trong trụ sở của báo này, không khí vẫn yên ắng như ngày thường. Trước cổng, một vài phóng viên ngồi túc trực theo dõi diễn biến. Trước đó vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày, trên Facebook cá nhân cũng như Facebook trợ lý của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng đã thông báo lịch livestream mới nhất. Theo đó, vào 9 giờ 40 phút, bà sẽ livestream trên kênh TikTok của mình. Như vậy, dù khẳng định chắc nịch sẽ đến gặp tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ông Mai Ngọc Phước để trao đổi, nhưng nữ CEO này đã không thực hiện. Trên livestream của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng cho biết, tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhắn tin cho bà về việc sẽ không tiếp đón vì báo chưa tiếp khách trở lại để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã tới trụ sở báo để khảo sát và nhận được câu trả lời tương tự, do đó bà Phương Hằng quyết định không đến. Hôm nay báo trả lời chưa tiếp dân thì tôi sẽ chờ khi nào có thông báo chính thức tiếp dân trở lại, tôi sẽ đăng ký đầu tiên để đến gặp tổng biên tập hoặc phó tổng biên tập. Họ buộc phải tiếp tôi vì tôi là công dân, vợ chồng tôi đến một cách đàng hoàng. Phó tổng biên tập không tiếp thì tổng biên tập phải tiếp, không thể nói là không tiếp chúng tôi vì chúng tôi có những câu chuyện cần gặp những con người đó, bà Phương Hằng nói trên livestream. Ngoài ra, bà Phương Hằng cũng khẳng định 14 giờ chiều nay sẽ vẫn đến trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng để gặp nhà báo Hàn Ni vì trụ sở báo này vẫn tiếp dân bình thường. Bà Hằng cho biết đã báo cho công an địa phương, đồng thời sẽ cho người đến khảo sát trước tình hình để đảm bảo việc đến trụ sở báo được suôn sẻ. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng thông báo trên trang cá nhân về việc lên lịch hẹn gặp nhà báo Đức Hiển và nhà báo luật sư Hàn Ni. Cụ thể, 10 giờ sáng ngày 16 tháng 11 sẽ đến gặp tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi. 14 giờ sẽ đến tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng để gặp nhà báo Hàn Ni. Bà Nguyễn Phương Hằng lý giải, trước đây bà đã từng gửi thư đến tòa soạn nhưng không được phản hồi nên đến trực tiếp để gặp. Đây là nguyện vọng chính đáng của tôi và tôi đã công bố đến tất cả quý khán giả trên cả nước nên tôi phải đến, bà Nguyễn Phương Hằng thông tin. Đáp lại kèo gặp mặt này, nhà báo Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông sẽ không tiếp bà Nguyễn Phương Hằng vì không có nhu cầu. Đồng thời, cơ quan báo cũng không tiếp dân, không tiếp khách từ ngày 11 tháng 5 tới nay để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tương tự, phía nhà báo Hàn Ni cũng cho biết sẽ không gặp bà Phương Hằng. Nếu bà Hằng đến cơ quan báo Sài Gòn Giải Phóng thì vẫn được tiếp đón như những người dân khác. Nhân viên phòng bạn đọc sẽ đón tiếp và ghi nhận những yêu cầu của bà Phương Hằng.